ta tiếp tục với set đấu thứ ba ở trận tuần bài thứ hai của đài Miyazaki từ 99 của đại học tuần bài Văn Văn Tính và đài cũng là Phạm Đức Huy. Hiện giờ thì tổng cục đang là 2-0 như vậy cho ta. Trong hai set thì thấy là đội chủ phạm của Phạm Đức Huy chưa được ổn định lắm, và đồng thời cũng là đánh giá và đứng cái cơ hội ghi bàn thành cơ hội ghi bàn của đội tuyển. Thì không biết là không. 3-1. Giật rất là xoáy để chặn chúng nhưng mà vẫn bị bay ra ngoài. 2-4. Ba bốn. Wow, một quả giật trái tuyệt vời. 5-3.